Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn mở một túi trà hoa hồng của bên nhà mình nhé. Túi trà hoa hồng của bên nhà mình thì được sản xuất tại trên Sapa và nó là hoa hồng hữu cơ nhé, nên các bạn rất yên tâm về chất lượng. Bên mình rất là ưu tiên cái vấn đề bảo vệ môi trường, thế nên là từ bao bì ấy các bạn nhìn thấy nó khá là đơn giản và in hạn chế túi ni lông một cách tối đa luôn. Toàn chất liệu thân thiện với môi trường nên nhìn nó hơi mộc mạc một chút nhá, nhưng mà chất lượng bên trong thì khỏi bàn. Bây giờ mình sẽ mở túi ra cho các bạn cùng xem bên trong như nào nhá. Bên mình thì nó gói rất là cẩn thận nên là bạn yên tâm nhé, không sợ bị ẩm mốc đâu ạ. Mình cùng bạn mở nha. Đây chính là trà bên mình này. Mình cho các bạn xem rõ hơn nha. Tết này mà có chút trà hoa hồng, một chút táo đỏ, ngồi bên những người thân của mình, bạn bè của mình, uống một ly trà hoa hồng vừa mát vừa thơm vừa đẹp, và một cái không khí xuân rất là đầm ấm, đâu cần gì ca sa nhiều. Đây, túi zip thì các bạn là có thể đóng lại được, bên mình có không cần phải để sang lọ đâu. Đấy, mình đóng lại rất là chắc luôn. Đây là chất lượng trà của bên mình nhá. Thì trà của bên mình là trà được trồng từ hoa hồng cổ trên Sapa, nên bạn nhìn thấy chất lượng nụ nó rất là khác so với hoa hồng của Trung Quốc nhá. Nên các bạn yên tâm, nhìn nụ nó rất là tròn nụ này, chắc nụ này, nhỏ nụ này. Nó không giống như những loại hồng Trung Quốc nên là rất yên tâm luôn. Để các bạn có thể đưa ngửi mùi thôi là đã thấy rất là thơm rồi. Mở túi ra đã thấy, mình ngửi là mình đã thấy rất là thơm rồi. Đây, các bạn nhìn kỹ hơn chất lượng trà mình nha. Đây, chúc các bạn là có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm với gia đình. Và cùng đừng quên cùng nhau thưởng thức một ly trà xuân đầu năm của nhà tới nha. Cảm ơn các bạn.